Trong thời gian vừa qua, thì Cà phê Ngày mới liên tục thông tin về tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Liên quan đến vấn đề này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trong thời gian vừa qua, hiện tượng thiếu vaccine trên quy mô toàn quốc, việc tiêm vaccine bị chậm và muộn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, lịch tiêm chủng là không mong muốn. Thời gian tới, thì Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính để phê duyệt phương án giá vào tháng này, và từ đó mua sắm cung ứng vaccine giải cơn khát thiếu vaccine trên toàn quốc. Thông tin trên được đưa ra từ cuộc gặp mặt báo chí, cung cấp thông tin y tế của Bộ Y tế diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 12. Năm 2023, do luật ngân sách, các tỉnh thành phải thực hiện mua sắm vaccine từ ngân sách của địa phương, song gặp khó khăn trong bố trí, phê duyệt kinh phí, vướng mắc thủ tục đấu thầu, phê duyệt giá cũng như kinh nghiệm triển khai, dẫn đến thiếu vaccine trầm trọng. Để sớm bảo vệ các trẻ phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Bộ Y tế đã nỗ lực vận động các nguồn tài trợ. Tháng 7, Bộ nhận được hơn 250.000 liều vaccine 5 trong 1. Tối 15 tháng 12, tiếp tục nhận 490.600 liều vaccine 5 trong 1. Các vaccine nhận viện trợ có chỉ định để tiêm chủng cho trẻ đến 18 tháng tuổi và sẽ được triển khai sớm. Tôi cũng nhận thấy tầm quan trọng. Và tới đây, sau khi nhận được vaccine thì chúng tôi sẽ khẩn trương tiêm bù tiêm vét ngay trong quý 1 năm 2024. Và cái việc tiêm bù tiêm vét này hết sức quan trọng, và cũng là cái những vaccine sởi, sởi rubella hay là vaccine ho gà, bạch hầu, những vaccine hết sức quan trọng của chúng ta về phòng chống để phòng chống dịch. Với các loại vaccine khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng được sản xuất trong nước, theo quy định hiện hành phải trải qua rất nhiều bước, quy trình, cụ thể là 9 bước. Hiện Bộ Y tế, Bộ Tài chính đang phối hợp rất chặt chẽ để giải quyết phần thủ tục. Theo các chuyên gia, trong năm 2024 sẽ chấm dứt tình trạng thiếu vaccine. Việc cung ứng vaccine, 10 vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà sản xuất trong nước thì hiện nay như tôi đã nói, còn những bước cuối cùng để chúng ta, để Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có thể được ký hợp đồng và tiếp nhận vaccine phân bổ đến các tỉnh, thành phố. Và số lượng vaccine này, theo như chúng tôi được biết, thì trách nhiệm của các nhà sản xuất đối với chương trình tiêm chủng mở rộng thì hầu hết các chị cũng sẽ đáp ứng được cơ bản cái nhu cầu tiêm bù lại cho năm 2023 và vaccine bổ đầu 6 tháng của năm 2024. Hôm qua Bộ đã chuyển sang cho Bộ Tài chính và chờ Bộ Tài chính khi ban hành cái giá tối đa thì bắt đầu Bộ Y tế ban hành cái giá, xác định cái giá và ký hợp đồng. Và chị Hồng cũng nói rồi, đó là tất cả các công ty cũng đã sẵn sàng cung ứng vaccine, đã sẵn sàng rồi, và chờ mỗi cái giá là chúng ta ký hợp đồng và có sẵn. Như thế là đồng bộ về cơ sở pháp lý, đồng bộ về tài chính, thì tôi tin rằng là sang năm 2024 là trở đi thì chúng ta không còn những tình trạng thiếu vaccine nữa. Tới đây, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ hướng dẫn trẻ nhỏ nếu chưa được tiêm mũi nào sẽ được tiêm trước, sau đó tiêm tiếp những trẻ chưa được tiêm mũi nào, bao gồm cả trẻ trên 1 tuổi, để các cháu có thể phòng được cả 5 bệnh truyền nhiễm.